Rồi, em xin chào tất cả anh chị em nha. Em quay con máy này cho anh khách. Anh hôm qua anh kêu em rửa con này á, đặng anh lấy á. Sẵn đây em kiểm tra cho anh xem với cho anh chị xem luôn nha. Hồi đó giờ em chưa thấy con máy nào mà nó mới như con này luôn. Nó mới khủng liệt. Nè anh chị, biết sao bởi vì hôm qua cái máy này nó gà khối, nó gà nhớt mà nó gà khối dưới đất đó, là không phải là em pha nhớt dư đâu, bởi mình không biết. Em pha là cỡ 6-70 là nó không ra gì. Nhưng mà anh chị thấy cái này ướt không? Ướt là giống như hồi trước nó pha nhớt nữa để rồi xong cái nó cái bơm điện này nè. Nó không biết cái sao á, cái nhớt nó ngập xăng rồi nè, còn nó không xài á. Nhà anh chị thấy nè. Cái bố nó mới tinh luôn á. Anh chị nhìn nè. Chưa có xài luôn á anh chị. Nè cái này nè, cái này em chưa vệ sinh đâu nha, một chút em vệ sinh một cái là anh chị nhìn thấy là hôi là chảy nước mắm luôn. Nè, anh chị nhìn thấy trong đây mà nó còn không đóng bụi là biết rồi. Chưa rửa mà trong đây nó còn không đóng bụi nè. Thiệt luôn á. Chứ thường thường mà con G2KC này á, là nó đa số là nó cũ hèm thấy gớm lắm. Con này là nó hơn cái xíu là anh chị biết không? Nó GE2K nha, là nó đẳng cấp hơn chút. Nó thường G2KC. Con này GE2K. Nè, nó bôn nhôm anh chị nhìn thấy chưa đóng khối chưa chạy luôn à. Em bảo đảm là máy này chưa chạy luôn. Nè, anh chị nhìn cái bố nè. Nhưng mà một chút á em sẽ gỡ rồi nè. Trời ơi, nhìn cái máy nó vàng, nhìn thấy nó chảy nước miếng luôn, thiệt luôn. Em nhìn thấy con máy này, nếu mà con máy này em thiệt á, nếu mà giờ cầm tiền mà đi mua con máy này bỏ ra 4 triệu mua cũng chưa chắc gì được nữa. Đâu có con nào nữa đâu. Hiếm lắm. Rồi nhìn nó đã ghê không? Nè. Nhưng mà một chút em rửa rồi á, em sẽ gỡ cái con ốc này ra. Em vô mở cho anh lại ha. Chứ em không có để lại gì một công sau này nó bị cái hơi nước cái nó xét một công á. Về anh chạy nó không ổn định. À, anh nhìn cái bố là biết không? Chưa có xài luôn á. Máy này mà nó chưa xài là biết rồi nè. Tại thường thường là ba lô là nó vậy đó, nó ít xài lắm anh chị. Quả nó ít xài lắm. Bởi vì em lấy thường thường máy lớn em lấy ba lô nha. Còn máy nhỏ em cũng ít lấy ba lô lắm, ba lô bán cũng chậm lắm. Trừ khi máy nhỏ mà đẹp lắm mà em thấy gì em mới bốc về thôi. Máy nó mới quá trời, nó zin từ A đến Z. Nhìn nó đã gì đâu. Cái này em chùm lại đừng cho nó vô nước, chút em rửa đó. Đó, rồi em cho anh chị xem cái nồng nè. Nó chỉ có bạc cái miếng này thôi, tại cái màu hồng bạc. Nó mà nó bạc hơi chứ không phải bạc nhiều đâu. Mà cái đó không quan trọng đâu. Nè, có cái dây nè, nó đứt nè, em có một dây khác cho em quên bỏ vô. Chết mày, em dây nó nứt đây rồi, chết tôi rồi. Để cho em kiếm con khác rồi, còn mày nứt đây rồi. Đoạn dây nó không biết sao nó ai giật đứt nó tiêu rồi. Nè, đoạn chút em rửa nè. Để cho em rửa bộ cần này lại. Nè, cái tà lái này của nó nè anh chị. Khoan, em để xuống em kéo cần vô cái. Cái cần con ốc này á, hôm qua thì nó hơi xét em thay rồi nha. Nó bị xét á, nãy em khoan ra em thay rồi. Rồi làm cho đẹp đẹp, nãy nó xét hơn như con này nè. Mà con này em mở không được nha, em để luôn. Con này em thay lại. Con này thay hơi dài hết rồi. Em thay ốc xịn đúng không à. Cái máy thì nó đẹp nha, có cái cần này nó được chứ không đẹp mấy. Cần nó dục mưa nắng hay sao. Cái này là cái ống ấy nha. Chút em lấy bằng chải cứu em chà cho sạch ra luôn á, là rửa láp mới luôn á. Sẵn đây em quay cho anh xem với cho anh chị xem. Tại vì máy này là có anh khách ảnh chốt luôn nha anh chị. Nè, cái con này hôm qua em quay cho anh coi là xét đúng không? Em thay hết luôn rồi nè. Em bỏ ốc xịn vô không rồi nha. Nó là chút em rửa. À quên đó. Nó hư cái này nè. Nãy mấy ốc xét em dục rồi. Nãy hư này nè. Chút em thay cái bao tay xịn cho anh luôn. Đó. Còn nè, bây giờ nè. Anh chị nhìn máy nè.
chế bê tông. Bữa em gỡ em nhìn bên kia, nhưng mà em không có chắc cứu nè, em nhìn bên đây em mới chắc cứu hơn. Nhìn bên kia nó bóng lưỡng vậy nè, em nói trời đó giờ đâu có loại máy nào mà chế tông bóng lưỡng vậy. Vậy nhìn thấy nè, nó không có đóng khối luôn, em mới gỡ ra đó. Và đem em làm cái mấy ngày nay em quay á, em chưa có cây kia, bởi em nó hơi gung gung, anh chị thông cảm nha. Nhìn chế bê tông nè. Và để em lăn con tay nè. Rồi nó mới mà nó mới kiểu mà chưa chạy luôn á anh chị. Lớn thiệt. Bạc nó bạc 2 ly với anh chị. Bạc dày lắm. Chị nhìn thấy ghê không? Nó mới thấy sợ luôn á. Cái lớp mà đi nó nhăn nhăn là cái đó nhớt nha anh chị. Mới dữ hằng luôn á trời. Nè anh chị nhìn cái cạnh lồng nó chưa có đóng khối luôn. Máy này bởi vì em nói nó chưa chạy được lít xăng đúng rồi. Chưa chạy xong tới hết nhiệm kỳ của nó. Rồi quăng vô sọt gác luôn. Đó anh chị nhìn nó máy mới thấy ghê không? Em thiệt luôn, máy này là bữa em chỉ thay có góng xăng trong thôi, còn góng đen em chưa thay luôn. Ngoài ra không lai bất cứ gì nữa. Thì anh đó anh mua về anh tự anh đóng pin lại nha. Chứ em đi đóng cũng phải mấy trăm ngàn. Em chưa có cái đồ đóng pin ở đây. Đó. Thì cứ về anh tự đóng cho em, đóng tăng khoảng 350, 300 gì đó. Hoặc 400. Tại tùy theo mình kêu người ta đóng mấy xe quá. Chứ tại em chưa có mở pin ra không biết là nó nhiêu. Nhưng mà hôm qua em coi rồi là nó hình như là 7x2 thì chắc cũng rẻ. Có đóng 2 cục mà đóng thành đóng pin đôi là 4 cục quá. 4 cục mà pin nó nếu mà pin nó 4 cục mua nó khoảng chừng 150 à. Chưa tính tiền mặt, chưa tính này kia nha. Thì ta đóng mình ta ăn chắc 300. Còn anh này anh biết đóng thì anh tự đóng nhà anh khỏe. Em thiệt luôn, nếu mà mua gặp con máy gì như em đó, là khách em cũng mua nữa. Nếu mà cỡ 3 triệu em cũng mua nữa. Tại vì mới quá, bây giờ anh chị mua cái máy Trung Quốc kia đúng không? Xài sao em, mà cái máy này bây giờ anh chị muốn mua sao mua nổi. Bèo nhưng phải 8-9 triệu. Mua bên Nhật đó nha. Đó. Rồi thôi em chỉ quay vậy thôi nha. Máy mới quá trời mới luôn, nhìn đúng đã luôn. Chưa rửa mà nó gì mà rửa nó thôi luôn. Mang cục đề này rửa có sao không ta? Chắc chú anh che cục đề lên em rửa quá. Không, cục đề chắc ở trong có gì. Tại em chưa rửa mấy cái này em chưa biết nữa nè. Sao ta? À đúng rồi, nó xài cái motor kìa. Motor không biết là 5 gì 550 hay là 770 gì đó, 775 gì không biết. Như 550 hết ta. Cái này máy nhỏ nó xài motor 550. Nè nhìn thấy motor rõ ràng luôn anh chị. Đó, cái đó là cái đen chùm đây thôi. À bởi vì cái miếng mốt nó chùm bụi, để chút anh che lại. Rồi để chút anh che lại. Thôi, tắt video nha anh chị. Máy quá trời mới. Đã thiệt chứ. Rồi thôi. Em chào anh chị nha. Cầm một tay quơ hoài bởi cái màn hình nó mà câm hoài à.